Đây là cái Xperia Z5 Plus màu kim loại, nhìn rất là mạnh mẽ, nhưng mà rất tiếc là cái mặt lưng của nó lại bóng kính rất là con gái thế này. Các bạn phải dán cái gì đó phía sau, dán một cái miếng carbon vậy này. Đó, rất là đẹp. Đây là cảnh dưới của nó. Dùng giá sát lại cho nó lấy nét kỹ hơn. 50.5 4K. Chiếc điện thoại của mình là 4K đầu tiên. Đây là cạnh phải. Ở dưới thì là cảm biến vân tay rất là tốt. Ở dưới là nút cơ bản của Sony, gồm có tăng giảm âm lượng cũng như là cái nút khóa mở màn hình. Mình gặp khó khăn với cái chuyện lấy nét và cái nét rồi. Đó. Cái cục nhựa để ngay góc nó cũng gần đồng màu với lại cái sườn, tuy là nó bóng hơn. Mà sau coi như là một tấm kính luôn, rất là bán. Cái này dùng để soi gương là tuyệt vời. Đây là đỉnh. Taking five.